Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của VidiaShop, chuyên gia karaoke gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình là Đại Nghĩa, hiện đang có mặt tại 207 Tân Phước, phường 6, quận 10, một trong 4 chi nhánh của Vidia tại thành phố Hồ Chí Minh, để giới thiệu đến với các bạn một dòng mixer kỹ thuật số mới có tên là Beep Audio K6000 RO, sử dụng công nghệ Nhật Bản và được sản xuất hoàn toàn tại Đài Loan, có đầy đủ các tính năng chuyên nghiệp như chống hú, lọc tiếng, tích hợp 20 dãy lọc equalizer, tích hợp hiệu ứng echo, delay lẫn reverb. Điểm mạnh của dòng mixer này là được thiết kế nhằm loại bỏ công đoạn cân chỉnh phức tạp của kỹ thuật viên, giúp cho mọi người có thể tiếp cận và sử dụng được một cách dễ dàng với các cấu hình setup sẵn rất tuyệt vời của nhà máy sản xuất. Như các bạn thấy, đây là mặt trước của thiết bị. Giao diện chúng ta có các nút như là DSM, DSPM, thì đây là cái nút để chúng ta có thể gọi các chế độ. Kế bên là Surround, Center và Sub. Ở dưới chúng ta có nút lock, input. Và bên đây là những cái dòng nút mà qua trái phải lên xuống để hiệu chỉnh. Mình sẽ giới thiệu rõ hơn vào chút xíu nữa. Và cái ngõ USB này để chúng ta kết nối dây với laptop dùng phần mềm cân chỉnh. Ở đây chúng ta có nút điều chỉnh volume của micro, điều chỉnh volume của effect và music, khá là đơn giản. Đây là tem chính hãng của Beep Audio. Về mặt sau của sản phẩm, chúng ta có thể thấy đây là cái lỗ cắm điện nguồn và công tắc on-off sử dụng điện 220V. Đặc biệt của mixer này, chúng ta có ngõ optical cho music cũng như là coaxial. Trong đây chúng ta cũng có thêm một ngõ USB để kết nối vào laptop. Ngõ rec để chúng ta có thể dùng để thu âm. Và kế bên phải đây chúng ta có những cái jack kết nối Canon chuyên nghiệp cho sub, loa center, hai loa surround, hai loa chính. Và ở đây chúng ta có hai ngõ tín hiệu vào cho nhạc, đồng thời là ba ngõ vào cho micro. Chúng ta có mic A, mic B và mic C. Về phần kết nối, các bạn có thể thấy ở đây chúng ta sẽ cắm vào cái đường micro ở cái ngõ là mic A đây. Ngoài ra chúng ta có thể cắm thêm các dòng micro khác vào kênh B và kênh C. Tuy nhiên micro không dây chúng ta cắm một jack 6 ly là do cho cả hai micro rồi. Còn cái đường này là đường bông sen trắng đỏ, chúng ta kết nối từ cái đầu karaoke và chúng ta đi vào ngõ music input. Về phần dây Canon thì cái chỗ kênh music RL này chúng ta sẽ kết nối đi xuống main công suất. Ở đây chúng ta kết nối vào main, và từ main này chúng ta sẽ đi cái dây âm thanh ra loa. Đây là cái điện nguồn của cái mixer. Như vậy là chúng ta đã kết nối thành công. Hiện mixer Beep Audio K6000 RO đang được trưng bày tại 4 chi nhánh của VDA Shop và thời hạn bảo hành lên đến 2 năm. Mời mọi người ghé đến 207 Tân Phước, phường 6, quận 10 hoặc gọi đến số hotline 0902 799 186 để biết địa chỉ một trong 4 chi nhánh gần bạn nhất và trải nghiệm dòng mixer chuyên nghiệp này nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.